Hello tất cả mọi người nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người tải cái game eWin này. Thì mọi người lên Zalo, nếu mà có người ta gửi cho mọi người lên ngồi thì mọi người có thua lên. Thì đây sẽ tải, mọi người copy cái link này, sao chép. Nếu mà trên điện thoại Android thì mọi người sao chép rồi copy ra trình duyệt Chrome nhé. Trình duyệt Chrome là cái này này, cái xe ba màu này. Còn bây giờ là cái này là mình ở trên iPhone nên là mình sẽ vào Studio là cái hình đây nhé. Đó. Mình sẽ xóa cái này đi, mình dán cái nào vừa mới tìm nó, mình tìm vô, mình chọn, mình tìm thì nó sẽ ra cái hình giao diện của con game iWin á. Thì mọi người cứ vào app hoặc là tải xuống này cũng được. Thì đây mình sẽ bấm vào app, mình sẽ bấm vào app. Giờ mọi người bấm vào app nhé mọi người. Xong giờ sau khi bấm vào app này nó sẽ chuyển sang là mọi người bấm cho phép nhé mọi người. Bấm cho phép xong rồi hồ sơ đã tải về thì mọi người bấm vào cái phần cài đặt game, rồi mọi người bấm vào phần hồ sơ tải về đã tải về đó, rồi mọi người bấm cài đặt, rồi mọi người bấm mã pin của điện thoại, rồi bấm cài đặt nha mọi người. Rồi sau khi nó ra đây mọi người bấm cho phép cài đặt luôn nha mọi người. Rồi mọi người bấm cài đặt luôn. Sau khi cài đặt xong mọi người trở về màn hình chính thì nó sẽ tải ứng dụng về. Thì mọi người đợi nó tải load xong á, load xong hết rồi thì mọi người bấm vào game nhé mọi người. Đó, mình đang đợi nó tải về. Rồi sau khi tải về mọi người bấm vào game, mọi người mở game lên nha. Cái này mọi người bấm tải đăng ký bằng số điện thoại là nó uy tín hơn, nó bảo mật cao hơn nhé mọi người. Đó, rồi đợi nó load xong thì sau khi mà nó giải nén xong ấy, nó vào game được ấy, thì mọi người bắt đầu tiến hành qua phần đăng nhập nhé. Mọi người bấm vào phần điện thoại giúp mình nhé. Bấm vào điện thoại xong mọi người bấm bằng chọn đăng ký bằng số điện thoại, mọi người bỏ số 0 đầu đi nha. Đó, rồi mọi người bấm số điện thoại rồi nhập luật mật khẩu rồi xác nhận lại mật khẩu rồi bấm lấy mã pin rồi xác nhận mã pin. Rồi sau khi vào được game ấy, thì nó sẽ ra giao diện thì mọi người bấm vào phần đổi thưởng để mọi người thêm ngân hàng, thêm tên tài khoản ngân hàng vô. Thì mọi người bấm vào thêm tài khoản ngân hàng thì bấm tên rồi bấm số tài khoản rồi xác nhận lại rồi liên kết là xong. Sau khi liên kết xong thì mọi người sẽ được 10k 78k 10k gì đó. Đó xong mọi người mỗi ngày thì mọi người bấm vào phần nếu mà mọi người chia sẻ cho người khác thì mọi người bấm vào phần làm giàu nhé. Làm giàu mọi người bấm vào phần nhắn để sao chép, thì nhắn sao chép thì link có link mọi người nhé. Thì mọi người bấm vào phần vòng quay này thì mọi người chơi được điểm ấy, thì mọi người tích điểm mọi người có thể quay vòng vàng, vòng bạc, vòng kim cương thì có thể trúng số tiền này tùy theo may mắn, có thể trúng nhiều ít. Rồi mọi người bấm vào phần báo danh là sự kiện báo danh hàng ngày, rồi bấm vào phần chia sẻ Facebook để lấy 3.000. Thì phần chia sẻ này mọi người là 20k thì mọi người sẽ chia sẻ Facebook mỗi ngày đều nhận được 3k nhé mọi người. Đó thì mọi người có thể bấm vào cây tiền, mọi người có một cây tiền để nhận mỗi ngày một xíu từ thứ hai đến chủ nhật. Thì đến ngày chủ nhật là ngày cuối cùng, mọi người bấm vào đủ 5 xíu thì mọi người bấm xuống cây đồng, mọi người chặt, hoặc là tùy theo cây vàng, cây bạc gì đó. Chỉ có vậy thôi, mọi người giành được nhiều điểm thì mọi người sẽ nhận được nhiều xíu. Đó rồi, hẹn gặp lại mọi người ở những cái video tiếp theo. Rồi còn cái này thì phần nạp tiền thì mọi người bấm vào phần nạp, có nhiều hình thức nạp nữa mọi người. Nạp Momo hoặc là Zalo Play. Mọi người cái phần nạp tiền thì mọi người có thể lên YouTube mọi người gõ là cách nạp tiền eWin bằng Momo hoặc là bằng Zalo Play thì nó sẽ có hết nha mọi người. Đó, rồi hẹn gặp lại mọi người ở cái video tiếp theo nhé.